Trở lại với Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Địa danh này liên tục được nhắc đến trong những ngày gần đây khi mà liên tiếp các ca mắc Covid-19 được phát hiện. Dù chỉ là một thôn thôi, nhưng dân số của Hạ Lôi khá lớn, tới gần 11.000 người. Với nghề chính của người dân ở đây là trồng hoa, thì khi phải cách ly hoàn toàn trong vòng 28 ngày, cuộc sống của họ hoàn toàn bị đảo lộn. Chúng ta hãy chia sẻ với những hoàn cảnh của họ trong phóng sự sau đây. Nửa đêm, cả xóm Bàng, thôn Hạ Lôi tập kết. Hơn 2.500 người cần lấy mẫu xét nghiệm gấp. Nhưng trong số này, 37 người hôm nay không được về nhà. Họ thuộc diện F1, đã được báo trước là phải đi cách ly tập trung. Đủ cả cụ già, trẻ nhỏ. Hôm nay đi cách ly cháu chuẩn bị những gì? Chuẩn bị quần áo, đồ ăn. Cháu có lo lắng gì không? Cháu có. Cháu mong cháu không bị làm sao ấy. Nghề chính của người dân trong thôn là trồng hoa. Giờ có những nhà phải đi cách ly hết cả gia đình. Họ lo lắng đủ đường. Thực ra là thấy là rất là mệt mỏi. Thì bây giờ mình đang thu nhập nguồn chủ yếu mình là bông hoa, mà bây giờ thì không được đi làm, không được thu nhập thì chắc chắn ảnh hưởng rất là nhiều rồi. Hết thì chi đa thì mình lại tự trả nghiệp. Cái rất vô hình, không tự nhiên nó đến với một người, đến một người hôm nay lây lan ra bao người. Thôn Hạ Lôi là vùng trồng hoa quy mô lớn của Hà Nội. Nhiều nhà canh tác theo hướng công nghiệp. Cứ một bông hoa tại vườn bán được 1.000. Vậy nhưng nhà chị Lan Dũng giờ phải cắt bỏ hết, thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Nhà anh Tiến thì có tới 1 vạn chậu hoa, giờ không thu được đồng nào mà còn phải mất thêm công sức chăm sóc lại. Tất cả lúc này chỉ có cắt và vứt bỏ. Toàn những cây cao cấp, hoa hồng các loại, cúc rồi ni, hiện giờ là cách ni là không bán được. Bây giờ chúng tôi đang coi như là phải cắt để bỏ. Đây hoa như thế này mà bây giờ phải cắt trụi hết để bỏ, để đầu bờ để đốt. Cho nên là vẫn phải chăm sóc cho cây hoa mà nguồn thu thì không có, tương đối là bù lỗ nhiều. Những vườn hoa trong thôn, người dân còn kịp ra chăm sóc. Có những nhà thuê ruộng ở xã bạn để trồng hoa, giờ cách ly cả tháng, không có ai xem giúp, thiệt hại còn nặng hơn. Thì trong cái thời gian dài này không chăm sóc được các cái ruộng chúng tôi thuê của các xã bạn, thì cũng không hiểu là thời gian sau thì không biết cây ý có còn hồi phục được hay không, hay là để cuốc bỏ. Đấy là cái rất đáng buồn cho nhân dân xã Mê Linh chúng tôi, thôn Hạ Lôi chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Covid-19 có thể khiến tổn thất đến nhường nào, người dân Hạ Lôi đang dần phải nếm trải. Chỉ cần một ca nhiễm, cả thôn bị ảnh hưởng, cuộc sống thì đảo lộn. Câu chuyện về Hạ Lôi càng làm cho chúng ta thấm thía, không thể thấy trong một vài ngày số ca nhiễm giảm mà chúng ta có thể chủ quan hay là lơi lỏng.